Càng những vai mà bất động hoặc là ít phải nói thì càng thích. Đây là hậu trường của Gai TV cũng như hậu trường của những màn TikTok triệu view. Và sau đây là xuất hiện của ngôi sao ca nhạc Hồ Việt. Đấu trường chân lý. Một pha đi bóng của Thị Nhung. Tôi đã mất tích rồi, xong tôi vừa mất tích rồi. Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của Chiến 9C. Và đây là mặt sau của Nhung Thị. Nhung Thị, em quay mặt chưa đi? Không, tuần đầu. Cái này nó là gia đình, truyền thống gia đình là không được lộ mặt trước, chỉ được lộ mặt sau thôi. Đấy. Hôm nay thì team của bọn mình đang đi quay phim Hai Anh Em. Sắp đến ngày nghỉ lễ rồi. Như vậy. Một cái mic cho Tuấn, cho anh mượn cái mic nữa Tuấn. Ôi giời. Alo. Alo, rồi. Rồi, chúng tôi đang ở công viên Đồi Cao. Tiếp tục series 2 anh em. Hôm nay thì có... Ơ, Nhiên đâu? Nhiên đâu? À. Cái gì? Nhiên Hoàng ơi, quay Hoàng cho, quay Hoàng. Đây là Việt Hoàng, official. Chúng tôi đang thay quần áo để chuẩn bị cho những cảnh quay tiếp theo. Anh yêu của chúng ta, buổi sáng hôm nay rất nhàn khi mà đến bây giờ là 9 rưỡi rồi. 9 rưỡi rồi mà anh Hiếu đã chính thức nghỉ buổi sáng vì hết cảnh. Đấy. Anh em chúng tôi qua những ngày tháng cày hùng hục như châu húc mã để chuẩn bị phim cho 30 tháng 4 thì cũng cuối cùng thì cũng sắp đến 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rồi. À, anh Hiếu thì cũng đã ít cảnh rồi. Còn tôi quay phim thì hôm nào tôi cũng không có cảnh, full cảnh, không có cảnh nào tôi được nghỉ cả. Đấy. Tôi và Long Tổ. Đây, các bạn là ít gặp chúng tôi thôi, nhưng mà chúng tôi thầm lặng lắm, hy sinh thầm lặng lắm. Tiền được bao nhiêu đâu à. Mua được có, Long Tổ mua được có mỗi con R15. Tôi vẫn cái xe Biago cũ. Anh bằng con Biago của anh. Đấy. Hello, xin chào các mọi người. Tôi vừa thay xong phục trang, xiêm y để cho nó thoải mái con người tí. Sáng giờ mặc quần áo học sinh nó hơi xe điện VinFast á. Gò bó một tí đấy. Bây giờ tôi đã. Nhung Thị và Quốc Tuấn đang chuẩn bị quay TikTok. Chúng ta sẽ quay ra đây. Ok. Vẫn cái không gian đấy. Vẫn những con người ấy. Chỉ khác rằng. Có. Có. Chỉ khác rằng nội dung phim nó đã khác. Trong làng anh chiến kịch ký ức. Hôm nay chúng tôi quay một cái kịch bản phim là hai anh em Hiếu Thảo mất tích. Đấy. Thì hiện tại là Hiếu vẫn ở đây, nhưng một lát nữa thôi không. Hiếu sẽ mất tích. Tôi đã mất tích rồi, xong tôi vừa mất tích rồi. Đấy. Bây giờ là tôi sẽ được kết thúc buổi sáng. À ok. Thì sau những chuỗi ngày mệt mỏi thì hôm nay tôi được nghỉ ngơi thêm một chút. Có đỡ mệt. Ngày nào cũng gọi là quay từ sáng đến tối muộn. Hôm nay thì tôi sẽ thảnh thơi hơn một tí. Tôi sẽ được ngồi quan sát anh em quay. Đấy. Hôm nay anh em tôi quay hai anh em. Có tựa bộ phim có tựa đề là Hiếu Thảo mất tích. Tôi thích cái sự mất tích này. Bởi vì khi mất tích thì Hiếu sẽ không phải diễn nữa. Có một cái điều rất là hay ở diễn viên ở Gái là những cái vai ví dụ như ngủ này, vai giường bệnh này, vai chết này, vai nào mà bất động vai thì mất bọn tích tôi này. Càng yêu thích. Càng những vai mà bất động hoặc là ít phải nói thì càng thích. Đấy. Việt Hoàng, em có thể ra đây giao lưu với cộng đồng mạng Vlog 99C được không em? À, áo hơi tím đấy nhá. À. Được. Và sau đây là xuất hiện của ngôi sao ca nhạc Hồ Việt Trung Hoàng. Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với vlog của 99C. Hey yo. Đoạn này cho em cái pháo hoa vào nhất. Quay đây. Bây giờ anh em sẽ cùng nhau mọi người sẽ cùng với bọn tôi để hóng cái TikTok của hóng TikTok. Đây là hậu trường của Gai TV cũng như hậu trường của những màn TikTok triệu view. Chục triệu view ấy. Đấy.
Rồi đang xem để chuẩn bị quay. Đấy, ngày nào chúng tôi đi quay phim và trong những cái thời gian nghỉ thì chúng tôi lại phải quay những cái TikTok rất là vui vẻ để cho các bạn xem, đúng không? Thực ra đối với mọi người xem những cái video đó là thực ra là khi chúng ta xem chúng ta rất giải trí, bởi vì đó là những cái lúc thành quả của, rồi, kết quả rồi. Kết quả rồi. Còn khi mà chúng tôi quay á là thực sự nó rất là vất vả để có một video hay cho mọi người xem. Đó. Cho nên là những ai đang xem video này và theo dõi kênh của anh 99C thì mọi người nhớ là xem xong thì phải chia sẻ cho anh Chiến nha, để anh Chiến có thêm động lực làm những video hay hơn nữa cho mọi người xem. Ok. Các bạn có thể thấy là Hoàng đang chơi một cái game rất là hay. Các bạn có ai chơi game giống Hoàng thì ok, rất là vô bổ. Cái game em chơi là game gì ạ? Game em chơi là em cờ Liên Minh, đấu trường chân lý. Trong vlog của mình có bạn nào cũng chơi game hay không? Có thể cái này có chơi được hay không? Chơi được. Mình là một người mình không chơi một cái game gì luôn. Chỉ có game những cái game đời thường ấy, như quản tù tì này. Ra ra đi cùng hóng rồi. Chúng ta sẽ cùng đến mấy màn TikTok của Thị Nhung. Quốc Tuấn và Thị Nhung. Hoàng thử nói mà. Alo. 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 Thì thằng zoom lên lòng. Mặt nhưng có cái gì cả? Đỏ lòn ngứa, đấy. Ngứa. Rồi. Chúng ta đang cùng chiêm ngưỡng màn thể hiện của Nhung Thị và Quốc Tuấn. Một pha đi bóng của Thị Nhung. Rồi. Một pha ôm bóng của Quốc Tuấn. Đấy. Đấy. Như này. Đại về bên đó công tác tốt. Đổi à? Đổi vị trí anh Đại à? Anh Đại chắc lên tầng. Anh Đại lên tầng. Cái máy kia anh ngồi đi. À như này. Đổi một cái máy của ấy vào đây nữa. Rồi được rồi, đưa đi. Lên này, sang này. Chưa. Như này. Đó và bây giờ hiện tại đang là giây phút tập duyệt. Tập duyệt. Lên giữa rồi. Hoang em chi tí nó gọi cái ấy về cái. Đấy như này. Bạn theo trục ngã ba thôi. Tôi ngược các bạn đâu. Hình như theo Hoàng biết thì đây là một cái điệu nhảy và một đây là một cái TikTok đang là hot trend ở trên cộng đồng TikTok. Dự là video này sẽ được vài triệu view đây. Đấy, các bạn nhớ theo dõi và xem video này nhá. Nào, chuẩn bị nào. Đấy, chưa bị quay cười ăn ngặt như chó chặt nước dãi thì chết rồi. Một pha đi bóng của Thị Nhung. Rồi. Một pha bóng của Quốc Tuấn. Rồi. Đúng rồi, nó có nhạc thì còn phải có nhạc chứ. Bật nhạc lên chứ. Đúng rồi, bật nhạc ngoài á. Chứ bọn kia vừa nói là. Thế là đến ngày hôm nay thì cũng là đã sát với ngày nghỉ 30/4/1 năm rồi. Sao mình rất là mệt mỏi. Mệt mỏi không phải là vì chán nản công việc mà là do bao nhiêu ngày cày ròng rã đi quay. Thì cũng mệt, cũng muốn một ngày nghỉ ngơi để giảm stress, để reset lại tinh thần, để có được những cái năng lượng làm việc mới. Đấy. Bởi vì hầu hết là team đi quay hầu hết là toàn làm việc khoảng 10 đến 12 tiếng là công việc của chúng ta chúng tôi làm, bởi vì tính cả những cái thời gian nghỉ nữa. Đó, đang nghỉ tại công ty và 8 tiếng để ngủ ban đêm. Đó, 12 tiếng cộng 8 tiếng là bao nhiêu rồi? 20 tiếng rồi. Còn chỉ còn 4 tiếng để chúng ta ăn tối và chúng ta tắm rửa các thứ thôi. Đấy. Đó. Nên là rất là vất vả. Đây rồi. Nhân vật chúng ta đã về rồi. Đây. Chào mừng với Thảo Lê à? Đi xe à? Và diễn viên tự nhiên các bạn nhá. Và bây giờ thì thôi bây giờ thì diễn viên của chúng tôi đã về rồi thì tôi xin tạm dừng cái vlog này tại đây. Tôi sẽ quay một cái vlog nữa cho các bạn xem vào chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn để chúng tôi tiếp tục sản xuất video cho các bạn xem.
nhớ ủng hộ Gãy TV cũng như là 99C nhá.